chồng em bị đi bệnh viện 108, chiếu chụp và xét nghiệm thì phát hiện ra là bệnh phình động mạch chủ, nó vỡ bất cứ lúc nào thì nó chết. Cứ sốt xong mê man, chả biết gì, sốt cao, tức ngực, nghĩa là cứ thở, nằm liệt vị nhiều quá, xong bị thối thịt, thối đến 3-4 đầu ngón tay nữa, xương cụt hai bên gót chân này nữa. Và lo lắm, lo sợ, cứ nhìn thấy chồng là khóc, cái cảnh này khổ lắm. 8 tháng 11 thì là tưởng nó không qua khỏi rồi. Kính thưa cô chủ nhiệm, kính thưa toàn thể các bạn quý đạo hữu, như ở đạo tràng Thái Tịnh Giáp Sơn cũng có những cái trường hợp trong quá trình tu tập ấy, mà cần cầu Phật pháp, mà thấy Phật pháp là nhiệm màu, chồng của Phật tử lời là đã mắc cái căn bệnh mà phình động mạch chủ, mà cũng đi điều trị ở các bệnh viện, nhưng khi về thì đã nằm liệt. Nhưng trong tu tập thì đã chuyển hóa. Sau đây cũng xin mời đạo hữu lời lên chia sẻ về câu chuyện chuyển nghiệp của gia đình nhà mình. Xin mời đạo hữu lời. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tôi kính bạch cô chủ nhiệm, kính thưa các đạo hữu. Em tên là Nguyễn Thị Lợi, ở thôn Đồng Phong, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Em sinh hoạt ở tại đạo tràng Thái Tịnh Giáp Sơn, Bắc Giang, thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Năm 2020, tháng 6 năm 2020, là chồng em bị sốt cao, xong thì khó thở, tức ngực. Thế là các cháu, các con mới mang đi bệnh viện 108. Chiếu chụp và xét nghiệm thì phát hiện ra là bệnh phình động mạch chủ. Bác sĩ bảo là nếu mà phải mổ thì phải mua ten đặt ở nước ngoài thì mới chữa được, chứ không ở nước mình không có. Thế là bảo thế ca mổ thì hết độ bao nhiêu tiền, bảo là hết 400 triệu. Thế chưa chuẩn bị được thì là chưa mổ thì mới về. Về thì bác sĩ bán cho thuốc 20 ngày để điều trị, bảo nếu mà nó dẹp lại thì không phải mổ, nếu mà nó vẫn phải ấy thì phải mổ. Thế là về nhà uống được 15 ngày. Thuốc thì các con lại mang đi bệnh viện Bạch Mai khám. Khám thì cũng chẩn đoán ra cái bệnh đấy, của cái bệnh này càng mổ sớm càng tốt, không có vỡ bất cứ lúc nào thì nó chết. Vâng, thế là xong nằm ở đấy thì gia đình quyết định mổ thì hết, xong cuộc mổ đấy là hết 290 triệu. 290 triệu thì điều trị ở đấy là bệnh viện là 20 ngày. 20 ngày xong thì lúc bây giờ đây là cái dịch Covid nó bùng phát mạnh quá, thế là bệnh viện mới cho về nhà để điều trị ngoại trú. Thế là cứ về nhà thì cứ tái phát đi, tái phát lại, cứ sốt xong mê man, chả biết gì, sốt cao, tức ngực, nghĩa là cứ thở. Mà cứ mỗi một tháng là đi cấp cứu 1 tháng 2 lần. 8 tháng 11 thì là tưởng nó không qua khỏi rồi. Cứ thở thì lại cứng. 28 tháng 11 năm nào? Năm 2020. Thế là sốt quá thì em cho uống thuốc cũng không biết, rồi uống nước. Thế là lấy cái sữa cho vào mồm thì uống thì này, lúc bây giờ là hàm cứng rồi, cắn chặt cái ống rồi, bóp cho nó tròn thì lại không biết hút rồi, thì biết em bóp vào cho chỉ muốn nuốt thôi. Lúc bây giờ là ngày đầu tiên mới biết là không hút được nữa. Vâng. Còn đợt trước là vẫn hút được. Vẫn hút được, vâng. Vẫn ăn được, phải nằm thì vẫn bón, vẫn đại tiểu tiện được, chứ phải nhờ người nhà thôi, chứ không cứ nằm liệt thì mà. Thế là xuống viện thì người ta xét nghiệm, viện huyện không dám nhận, trọng chới lên tỉnh, giới thiệu lên tỉnh. Thế là mang cái phiếu chiếu chụp xuống đi bệnh viện, bảo ôi cái bệnh này thì không, ở đây không chữa được, phải nên trung ương. Thế là đi đến bệnh viện Bạch Mai là làm thủ tục xong là 2 giờ sáng. 2 giờ sáng nằm ở đấy điều trị thì bác sĩ bảo xem là xét nghiệm xem nó là tại cái gì mà nó lại sốt cao như này, có phải tại ten không, không phải là tại ten của. Thế là bác sĩ lại lấy nước bọt ở răng này, ở mũi này, ở mắt này xét nghiệm, vẫn không biết là nguyên nhân ở đâu mà sốt. Thế thì đến xét nghiệm thì không thấy gì hết, thì là ở được có mấy hôm thì bác sĩ lại cho về, và thôi về cách ly thôi chứ không dám cho ở đấy. Thế gia đình cứ hoang mang lo lắng, thì đi xem bói thì mời thầy cúng về cúng thì các kiểu, cũng không thấy tiến triển tí nào, vẫn lo lắm, vẫn lo sợ. Thế là nhìn thấy chồng là khóc, nên là vì cái cảnh này khổ lắm. Thì trước kia bố đi bộ đội đã bỏ chết, bỏ mồ côi bố lúc lên 6 tuổi. Mẹ sinh được có 2 chị em. Thế thì mẹ lại lên chăm con rể, cứ
cứ nặn cho con rẻ. Thế mà trong mẹ lại bảo khổ lắm con ơi, bây giờ mẹ chỉ nhờ có con, bây giờ bố con bỏ con rồi, bây giờ lại con rẻ lại bỏ mẹ. Thế hai mẹ con cứ tâm sự với nhau chia sẻ như sao. Thế mà không, mẹ nhà con không làm sao đâu mẹ. Hai mẹ con cứ động viên nhau xong rồi cho là mãi cứ thấy xem bói thì cũng làm đủ kiểu, cũng không thấy chuyện tiến triển. Thế là may duyên lành là gặp được kinh cháu đại đạo hữu của mình đến bảo bà ơi, thế bà có về chùa Ba Vàng không? Bà có biết chùa Ba Vàng ở đâu đâu? Thì chùa Ba Vàng nhiệm màu lắm bà, mà chồng bà có đi không, cháu cũng đi. Bà có, thế hôm nào đi? Thế 30 thì 30 thì bà cũng đi. Thế là 30 đi thì cũng nhân duyên may để gặp được cô đạo tràng trưởng với lại mấy cô đạo tràng trong đạo tràng, cán bộ trong đạo tràng. Thế là có cô trợ duyên bảo thế thì chị đi mùng 8 là chị về lại quy y Tam Bảo. Ừ, thế là cũng về quy y xong cái là các mùng 10 thì các em nó về gia đình chia sẻ cho để xem là bệnh tình của như nào. Thế là 16 tháng 12 năm 2020 thì là các cô đến trợ duyên cho cô đạo tràng mới cử hai bạn đạo hữu đến trợ duyên. Làm xong đâu đấy rồi cái thằng cháu gọi chồng em là ông chú nó bảo, là chú nó bảo thế bà làm cái gì này, bảo bà làm để cho ông cháu đỡ, cùng bà hầu ông mấy năm mấy tháng rồi cứ bê cứt bê đái khổ lắm rồi thì bà làm cho đỡ thì đỡ khổ ông cháu cũng đỡ khổ bà khổ lộ khác em cháu. Nó thế là nó về thì em lại mua cùng một cái miếng đất ở chỗ khác thì cho thằng con em ở đấy, thì chỉ nói cho con hai con dâu thôi chứ không nói cho con, không gặp được con trai thì chia sẻ với con bảo hôm nay mẹ làm như thế thì các con sắm hết cho mẹ để cho các cô đến làm cho. Thế là cái thằng cháu nó điện cho thằng con trai nhưng nó về bà làm cái gì, chú về mà xem cúng bái bái cái gì đầy hết cả sân cả nhà cả bàn thờ. Thế là thằng con bảo nó về nó mẹ làm cái gì này, ông mẹ làm cái này để cho bố con đỡ cho đỡ khổ mẹ con mình, con ở trước nó khổ bố con 10 phần mẹ con mình chỉ khổ 5-6 phần thôi, con ơi để mẹ làm chứ khổ không, mẹ không được làm đâu. Không mẹ con cứ nghe mẹ bảo. Thế là nó mẹ làm cái gì thì làm con đi. Thế là nó về dưới cô, thế là tối các cô lên chợ duyên cho. Ôi rồi ôi lên chợ duyên cho thì mừng quá rồi, rét mướt gần 20 người lên chợ duyên tối trước. Hôm sau cái thằng cháu đấy nó gọi cả con rể con gái là cả con trai đến, nó nấu cơm ăn say rượu về, nó bảo mẹ có bỏ cái này đi không, bảo con ơi để cho mẹ ba buổi sáng nữa là mẹ. Gọi nên là phá đám tập vâng. Trung vào gọi để phá đám đấy. Không cho tu nữa. Thế là lên uống rượu say, nó bảo mẹ có bỏ không, bảo con ơi để cho mẹ ba buổi sáng nữa để mẹ xin phép các cô xem mẹ hỏi nào đã. Thôi mình vừa đi ra ngoài cái nó vào nó cầm hết nọ hoa rồi cắm hoa rồi thì cốc gạo thờ Phật ý, vứt đi hết vỡ hết. Xong cái thì nó về, nó phá xong rồi nó về hết. Nên đó cũng còn lại độc mỗi hai vợ chồng chăm nhau với hai đứa cháu, ba đứa cháu. Thế là từ hôm ấy là cứ ngày nào cũng cứ 5 giờ, 4 giờ sáng là dậy tu tập nấu cơm, cắm cơm, tu dậy tụng kinh. Vâng, tụng cúng kinh, cơm. Tu tập. Nhà đấy. Mình có tụng kinh cúng cơm cho nên là cúng cơm là mình cúng cơm cho bài số 8 đấy. Vâng. Thế thì bắt đầu là mọi người bảo cúng gì cúng lắm thế. Nhưng thực ra mình tự cúng mà có đi mời ông thầy cúng có mất đồng tiền nào đâu. Vâng. Cơm có bát cơm chén nước chứ có gì đâu, chứ đấy. Cúng sao ăn. Vâng. Có vứt đi hạt gạo rồi đó. Tối thì nằm phục vụ tối thì nằm phục vụ chồng, sáng thì cứ 3-4 giờ sáng là dậy cắm cơm xong thì tu xong cái thì lại bón cho chồng, thì chồng cứ nằm đấy, bón cho chồng xong thì lại đưa cháu đi học. Trong khi đó chồng em nằm liệt vị nhiều quá xong bị thối thịt cổ, thối đến 3-4 đầu ngón tay nữa, cái xương cột. À, cái xương cột. Hai bên gót chân này nữa. Thế là cứ một ngày hai lần rửa cho chồng cái chỗ thối đóng rửa băng bó cứ như thế chăm chồng chăm cháu lại lâu? Tu thế là hôm đạo tràng thế là mình tu khoảng thời gian bao lâu thì chuyển hóa cô nha cũng về đâu có được một tháng trợ duyên hôm 16 tháng 12 thì đến hai mùng 10 tháng giêng là tự nhiên ngồi dậy được cô ạ. Đấy, các quý đạo hữu thấy không? Tự nhiên ngồi dậy được, trong đầu phấn khởi quá, sung sướng quá, mới điện cho cô gạo luôn, bảo cô gạo ơi, anh ấy tự nhiên anh ngồi được dậy rồi. Thế là đang cô nằm liệt. Vâng, cô gạo mới bảo. Thế có thêm trong cái thời gian ấy tu có thêm cái loại thuốc gì không? Không đấy, thêm cái gì đấy, thấy không? Mà trước khi đó thì cứ mỗi tháng 2,7-3 triệu bệnh viện Bạch Mai, từ hôm tu đến bây giờ không mua một đồng thuốc nào. Đấy. Không phải đi mỗi một tháng trước thì cứ mỗi tháng hai lần đi cấp cứu. Thế từ lúc tu giờ chưa đi bệnh viện một lần nào. Đấy, chưa thấy hạnh phúc chưa? Mất một đồng tiền thuốc nào.
Thế bây giờ hiện tại thì như nào rồi? Khỏe mạnh đi lại bình thường rồi. Đấy, đó, đấy thuốc của Phật đấy. Đấy nhá, thuốc của Phật không mất tiền mua nhưng phải biết mất gì? Mất công sức. Đấy, thế hôm tu tập. Em kể nốt câu chuyện thế là đến 20 thì ngồi được dậy. Ngồi được dậy thì cứ tu tập xong hồi hướng cho các vong linh xong là lại nhấc lên cho chồng cho ngồi sườn sườn này xong anh lại quay lại thế nào anh cứ bò qua giường thế này cứ là đi xong hại vợ chồng lại dìu nhất đâu đi thế là các mới đầu về ở bệnh viện về thì nói chung 10 người thì 11 người bỏ chết không thể qua khỏi được cái Tết này hoang mang các cháu họ đương bảo ông không thể qua khỏi được cái Tết này ấy em vẫn tu tập cứ đến mùng 10 thì ngồi được dậy đến 20 thì ông đi men được. Giường đấy. Xong đến vâng đến tập đi xong đến tháng 2 thì là hai vợ chồng cứ dìu nhau chồng em khoác ở bên đây ông cầm một cái gậy anh cầm cái gậy thì dìu nhau đi trong nhà xong lại đến ra sân à ra hiên xong đến tháng 3 thì là ông ấy tự là chống được gậy đi ra sân còn cái chỗ thối thịt này thì cái thằng cháu nó mới em mới nhờ cái thằng cháu bác sĩ của quân y nó mới vào cái chỗ này sâu lắm vào thế này thì có phải khỏi thì phải cắt cái thịt ở đùi này vá lên nó mới nó rộng nó 4 đầu ngón tay cơ mà chứ có phải trong một đốt nó 4 đầu ngón tay này to lắm thế mà đến lúc rộng. Đến lúc bắt đầu tu tập thì bắt đầu tu tập thì bệnh nó vẫn cứ là thối bốn cái chỗ vẫn thối thịt nó thối nhưng ở mông ở chân gì vâng. Tức là đến lúc tu tập bắt đầu tu tập nó vẫn thế gì trước nó thối từ trước rồi xong mới tu tập thì lúc... nó lại cứ thu dần vào nó co dần vào nó co dần nó thu dần nó bồi dần vào thế đến lúc vừa khỏi thì là cũng lại đi được đấy. Các quý đạo hữu thấy thuốc của Phật vi diệu chưa đấy mà không mất một đồng tiền nào nhau pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu vâng đấy có phải không các quý đạo hữu chồng thì trước thì mới đầu em đi trợ duyên cho các đạo hữu thì còn khóa cửa và không cho vào đấy chồng là chồng ấy, lúc ấy đi lại được rồi mà vẫn không tin tưởng và vẫn không tin tưởng đấy đi lại thì em rồi về em mới bảo thưa anh ạ em đi tu tập cho đi trợ duyên cho các bạn cũng như là các bạn đến trợ duyên cho mình ý có phải là em đi đồng bóng em đi hát đi múa gì đâu mà sao lại không cho em đi có phải là em đi tà khiến đâu không phải đâu đây là đi trợ duyên lấy phước anh ạ thế là về sau ông cũng nghe ra thì lại ăn cơm lại bảo thằng cháu nội xới cơm cho bà chưa cứ không phải xới cơm cho bà ăn đâu ạ. Tức là chúng ta nấu cơm xong là chúng ta phải xới sẵn một bát để đấy rồi chúng ta mới ăn. Còn cái bát cơm đấy chúng ta tí mang lên cúng. Thế thì lúc đầu thì ông còn ngăn cản cấm. Nhưng về sau thì đến bữa ăn cơm thì ông cứ giục cháu xới bát cơm cho bà cúng. Đấy câu chuyện là như thế. Cái bị chạm lỗi như vậy. Đấy. Tức là tại vì tâm trí hoàn quán hướng dẫn cho mọi người tu cho nên nghe như thế mới hiểu được. Cái này hiểu không? Chứ còn nếu mà để nguyên như kia không ai hiểu được. Thế cái thằng con thì xong lại viết xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con cũng sai rồi thì thôi con xin lỗi mẹ, con của mẹ thì mẹ tha thứ cho con đi. Xong lại cho mẹ tiền đi chùa. Đấy, các quý đại hữu thấy chuyển biến không? Lại mà em xin phép cô chứ báo cáo với cô là cứ tu lén như thế từ cứ tinh 4 giờ sáng mấy tháng trời cô ơi đến tận tháng 10 tháng 5 năm ngoái đây tháng 2021 21 thì vụ vải vụ thu hoạch vải thì mới bạch Phật và thôi con bạch Phật là con nghỉ con thu hoạch vải con xong thu hoạch vải thì con mới lại tu tập được tức là cứ tu liền từ tháng 12 năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2021 thì ngày nào 4 giờ sáng dậy tu đến mùa vải mới xin Phật là cho con đi nghỉ tu buổi sáng này con đi thu hoạch vải thì lúc bây giờ chồng con cũng đi được rồi vâng đi được rồi thế là mới là cứ tinh tu trộm thế là đến lúc hôm ý bỏ thôi chết hết mà lại đang cách ly Covid đang cách ly mà nó lại không được về được lán nó vẫn ở đây bỏ. Không có lý do gì mà bây giờ mình bán vải xong rồi mà mình bạch Phật rõ ràng là mình xin phép hết vải là lại con lại tu mà bây giờ hết rồi mà không tu thì không phải rồi. Thế là hôm giờ quyết định là tu công khai xem nó phản đối thế nào. Thế cái lúc trước ấy, bây giờ là bán xong vải rồi quyết định tu công khai xem mà con phản đối như con nó phản đối nó thế nào. Vâng. Thế là quyết định tu thì thế mẹ tu ở trước mà bàn thờ này thì con nó đi lại hai lần nó không thấy gì không thấy nó nói gì vô ôi sướng quá rồi trong ôi con bạch Phật không biết là cái chỗ này con bạch chưa ấy nhỉ thôi con tức là mừng quá rồi không biết tu đến đâu không biết tu đến đâu rồi không biết là con tu chưa từ chưa tu rồi
thế là còn ôi con bạch Phật, con bạch lại từ đầu, tức là đang tụng kinh, đang tu tập thì thấy con nó đi lại thì sợ quá, nó không phản đối gì, sợ là sướng quá. Rồi thấy nó không phản đối thì mừng quá, quên mất luôn, không biết là tu đến đâu rồi, thế là thôi con bạch Phật, con lại tu lại từ đầu. Đấy, câu chuyện vui không? Ôi ơi, cứ mừng quá. Thế là bây giờ là chồng con đi gọi lại bình thường, không lại nấu được ăn, lại quét được dọn rồi, không phải chống gậy nữa, mà bây giờ mỗi một ngày là tự đi tập thể dục gần 2 cây số. Đây các quý đạo hữu không? Công phu có 4 tháng rời, mỗi tháng dậy từ 4 giờ sáng mà tiêu được kinh nghiệp dọn cứt cho chồng đã khổ rồi. Bao nhiêu thuốc nữa, chồng không đi được nữa, thối khám thì có phải là đấy là nghiệp của mình nhá. Đốt 2 đốt đâu, 4 đầu ngón tay to lắm. Chết thôi mà nó hôi. Đấy, thì ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán giải thích cho các quý đạo hữu thế này nhá, giải thích cho các quý đạo hữu này. Nghiệp của đạo hữu là nghiệp phải chăm người ốm như vậy, phải chịu bao nhiêu cái khổ như vậy, đêm không ngủ được, hôi thối dọn phân dọn cứt, có đúng không? Các quý đạo hữu thấy đúng đây là nghiệp của đạo hữu không? Thì nghiệp như thế thì mình tu thì mình chuyển cái nghiệp ấy đi, mình hồi hướng cho chồng là cộng nghiệp của mình, thế là nghiệp của mình chuyển thì chồng phải chuyển thôi. Bây giờ tôi tu, tôi có cái nghiệp là hầu chồng bị làm liệt, tôi có cái nghiệp là phải mất tiền để mà mua thuốc chữa bệnh cho chồng, tôi có cái nghiệp là phải đau khổ vì chồng chết mất. Thế giờ tôi tu hết cái nghiệp ấy của tôi đi thì chồng tôi tự khỏi thôi. Có phải là cộng nghiệp thì chúng ta tu khỏi không? Đấy là chúng ta đang tu nghiệp cho chúng ta đấy. Nói là nghiệp của chồng ấy, nhưng mà chúng ta chính là đang tu nghiệp cho chúng ta đấy. Thì có phải tu nó chuyển hóa không? Các quý đạo hữu thấy đúng không nào? Đó, thế cho nên có tu là có chuyển. Đấy, cái nghiệp bị con cấm cản tu tập, đấy mình tu rồi nó cũng chuyển. Thế là bây giờ là được thanh thang thoải mái tu. Thế có phải là trong gia đình là cộng nghiệp với nhau, mình mà cứ tu thì mọi việc nó sẽ chuyển? Đây Tâm Chiếu Hoàn Quán nói này, ví dụ mình có cái nghiệp là cuộc đời mình bị con mình bị nó bạc đãi mình, nó bất hiếu mình, phải không? Thì tất nhiên là nó sẽ bạc đãi, nó bất hiếu với mình. Mình bị nghiệp là già rồi, con không có tiền mà cho mình chăm bệnh, đấy là nghiệp của mình, thành ra con nó không có tiền cho mình. Thế giờ mình cứ tu nghiệp của mình đi thì con hết cái nghiệp bị con bạc đãi thì con có hiếu, thế có phải là lợi ích cả cho con không? Mình lại được cái phước là già rồi con được chăm, có tiền của chăm mình, thế có phải là khiến cho con nó làm ăn được không? Có phải không? Thế là mình tu có phải là cả để cả cho con mình được hưởng không? Phải không có quý đạo hữu? Cái nhà mình được hưởng chứ nhá. Đấy, cái việc của đạo hữu nói nên cái sự việc này, chúng ta thấy rằng Phật Pháp là cứu khổ hết tất cả, chỉ có cái chúng ta có kiên trì tu hay không thôi. Đấy, đạo hữu đấy, vừa đi sắp ra cái thằng cháu xuống, ton ton chạy xuống là nói cho thằng con nó gọi điện về, nó không cho tu, vẫn kiên quyết tu vì mình khổ quá rồi. Đi khắp các nơi rồi, bệnh viện đủ rồi, cả cúng bái khắp nơi rồi. Về nhà có, đi cúng có, làm cái gì có, tốn kém lắm mà không. Thế bây giờ không... thì phải lương vào Phật Pháp cuối cùng thôi, thì phải lương vào thôi. Đúng không quý đạo hữu? Đấy, lợi ích như vậy đấy các quý đạo hữu. Cái hôm mùng 8 tháng 12 năm 20, thằng con còn ở cái lán dưới đấy, con dâu điện về: mẹ ơi, mẹ thắp hương đi cho con, nhà con nó lại làm gì, tím hết người không biết gì rồi, bảo chết thế làm gì rồi. Thế là lên thắp hương tác phúc cúng dường, ôi con không biết con bạch thế nào nhỉ, thì không biết cứ thế này xong lại khóc, ôi thế biết bạch thế nào. Thế dòng lại điện cho cô gạo đạo tràng trưởng, không thấy nghe điện, tiếp tục điện nữa vẫn không biết bạch rồi, người thì run hết lên rồi mà lại con thì ở dưới kia khóc rồi, bảo là không biết gì, tím hết người mà không gọi không nghe rồi. Thế lại tiếp tục gọi cho cô gạo nữa, cô gạo bảo thế chị bạch Phật chưa, bảo chị không biết bạch thế nào để hỏi em, để em bách chị bạch ấy. Thế là cô lại hướng dẫn bạch xong thì cô lại bảo chị bảo người ta các cháu nó có đứa nào ngoài nó bấm cái huyệt ở mũi này nhá. Thế là cũng gọi cho con dâu, thế là con dâu bảo lúc bây giờ là 10 giờ, hơn 10 giờ, 11 rưỡi thì cháu tỉnh. Đấy, thì cháu tỉnh thì em vẫn không tin. Bảo, nó đứa con dâu cả ở trên Tân Hoa đi xuống cách đấy 10 cây số. Xuống đấy hai vợ chồng nó xuống bảo: mẹ ơi, mẹ ngủ đi nhá, chú tỉnh rồi. Bảo, không, mẹ không tin. Mày đưa điện thoại đi cho nó để cho mẹ được nghe tiếng của nó thì mẹ mới tin. Thế ông bảo: mẹ ơi, con không làm sao đâu, con tỉnh rồi, con ăn được cháo rồi. Thế thì mẹ mới tin. Đấy, các nghe thấy tiếng con mình mới tin. Chết thôi, nên nửa đêm rồi mà tím tái hết người, cô bảo mềm đi rồi mà không biết gì, gọi không biết gì hết.
Thì cái lúc đấy là cái lúc chúng ta bị cái nghiệp, có thể là cái nghiệp của chúng ta nó đến, nhưng chúng ta kịp thời sám hối, kịp thời tác phước, cái phước của chúng ta nó tăng, thì chúng ta có thể là tác động trên thân thể của chúng ta, hoặc có thuốc men gì thì nó sẽ chuyển hóa. Vì là sống hay chết là do cái phước báo. Cho nên khi chúng ta cứ có cái việc gì, đầu tiên chúng ta sám hối đã. Chúng ta phải biết nghiệp là do tội ác của chúng ta quá khứ. Đầu tiên chúng ta phản ứng ngay là sám hối đã. Nhưng xong rồi chúng ta bắt đầu bạch để hồi hướng. Đấy, không biết bạch Phật đúng thế là nào. Lúc đấy nó run cơ quý đại hữu. Thế nhưng mà hàng ngày chúng ta phải huân tập cho nó quen đi. Chúng con thành tâm sám hối, tất cả cái gì đến với chúng con là do nghiệp báo. Chúng con sám hối với các oan gia chế chủ đang thì báo oán như thế này. Chúng con sám hối để cho chúng con gặp thầy, gặp thuốc chữa bệnh, rồi chúng con xin tác phước cúng dường rồi tu tập. Sau này con chuyện nó qua đi một tí là con tu tập, là con xin tu tập sám hối hồi hướng công đức. Đấy, lôm la thế thôi. Thôi quý đại ạ, lôm la thôi, thành tâm thôi đã. Thế mà nói chuyển hóa đấy, tức là giống như cái câu chuyện mà nhà đạo hữu mà có cháu tự kỷ mà chuyển hóa đấy. Bạch với oan gia là thôi thì cái đạo, các oan gia cứ về chùa trước đi. Tôi là cúng tiền đấy, nhưng tiền tôi cứ để đây. Rồi hôm nào về tôi mang về. Đấy, cái mộc mạc thế thôi, thành tâm mà. Thế là nhờ công việc của cô đấy, mấy ngày hôm nay thôi, nhờ cái bài thuốc của cô mà chồng con lại khỏi. Anh mới bảo em ạ, không biết anh làm gì mà ngứa mần hết người đến rồi chứ mà. Thế em mới lại nghĩ ra bảo à, bài thuốc của cô ở trên điện thoại đấy, là em ghi ra quyển sổ này để em bạch Phật xong em chữa bài thuốc của cô cho anh xem. Thế là mần cứ mần người, mần từng mảng một, xong cứ mần cả người, cả thân, cả tay. Thế là mình lấy lá mơ cô, lấy lá mơ lông của cô đấy thì bỏ cho uống. Hôm qua là ngày thứ ba bảo, thế hôm nay em đi về chùa thì em đi lấy lá về thì anh tự đun xong thì tắm nhé, vò tắm nhé, bảo không, anh khỏi rồi. Bài thuốc lá mơ đấy các quý đại hữu ạ. Đấy, kính thưa các quý đạo hữu, thì tâm chiếu hoàn quán rất là có duyên. Cứ khi mà các đạo hữu có bệnh gì thì cũng bạch Phật để xem là cái bệnh này chữa được bằng cái gì. Thì có cái bệnh, tức là người mà mẩn ngứa xong cứ nổi mụn lên đấy, không khỏi đấy, thì chỉ cần vò cái lá mơ, dã lá mơ uống lấy nước và lấy lá mơ tắm thì nó khỏi. Đấy các đại hữu, 3 ngày khỏi. Đấy cho nên là chúng ta rất có duyên với nhau, phải không quý đạo hữu? Rất có duyên với nhau ạ. Kính thưa quý đạo hữu, qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng đạo hữu Lợi rất là vất vả, vừa chồng ốm và tu tập Phật Pháp, lại còn con cản trở, chồng cản trở. Thế bây giờ chúng ta khổ quá rồi, không còn cái gì ngoài tấm phao Phật Pháp cả. Cho nên là kiên trì, đến cuối cùng bây giờ là thành công rực rỡ. Bệnh của chồng thì khỏi, cứu được mạng của con, rồi bây giờ lại được tu tập, cả nhà ủng hộ. Thế cho nên không cái gì là không phải bỏ công sức ra đâu. Có lòng tin, nghiệp lặng thì phải kiên trì lâu. Đấy, mà cái tâm nó phải chuyên nhất đấy đạo hữu. Dù gì đi chăng nữa vẫn kiên tâm đến cùng. Nhưng mà cũng có một số đạo hữu mới có cản trở, sợ hãi, thôi tôi xin gia đình tôi như thế, tôi xin nghỉ tạm thời gian, nghỉ nó có hết nghiệp đâu, phải không? Đấy, tu như này mới chuyển hóa. Thế qua đây cũng sách tấn các quý đạo hữu được tinh tấn. Đây là một thông điệp của Phật Pháp gửi đến cho chúng ta. Tất cả các ác nghiệp của chúng ta đã sinh ra từ vô thủy kiếp đến nay rồi, bây giờ đến thời trả quả, chỉ có Phật Pháp mới giúp chúng ta chuyển hóa được thôi. Và Phật Pháp là nơi tựa vững chắc cho chúng ta kiếp này cho tới nhiều kiếp vị lai sau. Chúng ta có trí giác thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, không mê lầm. Bản thân chúng ta biết tự chúng ta tạo nghiệp thì tự chúng ta phải tu hành, nó mới có thể chuyển hóa được nghiệp. Nhá, chúc các quý đạo hữu tinh thần. Đấy, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta có một buổi rất là bổ ích, phải không? Cái gì thì cũng phải trải nghiệm, có sự thật thì chúng ta mới tin được. Không có sự thật thì không thể tin được. Mà đạo Phật là đạo chân thật mà, phải không? Đạo Phật là thật. Đạo Phật ấy là đạo làm, không phải đạo nói, các đạo hữu. Nếu chúng ta đến Phật Pháp, chúng ta chỉ nghe nói cho nó hay thì quả thật không phải là người tu Phật. Mà tu Phật phải tự mình thực hành và tự mình trải nghiệm được những cái điều hạnh phúc từ Phật Pháp mới thật sự là người tu Phật. Phải không? Chúng ta hãnh diện, chúng ta là người tu tập Phật Pháp, chứ không phải chỉ là người đến với Phật Pháp để nghe cho nó vui nhá. Rồi, chúc câu lạc bộ của chúng ta ai ai cũng được hạnh phúc nha.